Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô bắt đầu tập phần 1 ha, tập nốt tay phải phần 1 nha các bạn nha. Rồi mình sẽ cùng nhau tập tay phải trước nha. Là... khó tập chính xác nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đàn chậm ha, đàn chậm để các bạn dễ theo dõi. Là đô si son si la son son si đô re re đô re mi fa mi re son fa Do re mi re do mi re la si do do si 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 la si la la do la do si son si la son son si do re re do re mi mi fa mi re son fa do re mi re do mi re re fa la son son si la si. Đó là chúng ta hết cái đoạn đầu tiên ha. Các bạn cố gắng tập cho tay phải nó sao nó quen nha, quen xuống ngón tay rồi quen cái tiết tấu nha. Rồi khi các bạn đã tập quen rồi thì các bạn có thể ráp với trống ha, mình cùng ráp với trống nha bạn nha. 1 2 3 4 sao ráp cho trống nó khớp được cái với cái tiết tấu của nó như vậy nha. Rồi khi các bạn tập quen với trống rồi thì mình ráp hai tay để hoàn thành ha. Rồi ok, cùng ráp hai tay nha các bạn nha. Thank you.
đó các bạn phi một cái để các bạn qua cái đoạn B ha, các đoạn điệp khúc nha. Rồi, như vậy các bạn chịu khó tập ra cho hai tay nó dính lại với nhau được như vậy nha các bạn nha. Rồi, trong cái đoạn này thì các bạn thấy là nó có hai chỗ phiêu ha, một chỗ phiêu là chỗ này đây ha. Chỗ phiêu thứ hai là chỗ phiêu ở đây. Trước khi chúng ta qua đoạn điệp khúc ha, thì các bạn bây giờ mình sẽ hoàn thành cái bài này ha, cái đoạn này ha, phiêu luôn để lát nữa mình tập cái đoạn số 2 rồi mình ráp vô nguyên bài hoàn chỉnh nha. Rồi, cùng nhau tập có phiêu cái đoạn số 1 nha các bạn nha. Các bạn phiêu một cái nữa để các bạn qua cái đoạn B. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tập tay phải đoạn số 2 nha các bạn nha. Đầu số 4 nè, mi 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 đồ rê rê, nãy mình đánh lộn nốt ha, mi 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 đồ rê rê, rê si đồ rê mi mi rê đồ si la la. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đánh chậm ha, để các bạn dễ theo dõi nha. La si đồ si la si đồ đồ Do si la son si la la si do si si son la si do si la fa mi re mi 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 re do re 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 son fa fa la son si La si do si la si do 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 si la son si la la si do si si son la si do si la fa mi fa mi re mi 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 do re 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 si do si do re mi mi re do si la la. Ok, các bạn làm sao các bạn tập cái tay phải nó quen với cái tiết tấu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ráp với trống nha các bạn nha. Đoạn 2 2 3 4 vô. Thank you.
các bạn làm sao ráp cái tay phải của mình nó khớp với trống được như vậy nha. Rồi khi các bạn đã quen rồi thì các bạn ráp hai tay vô nha. Ok, cùng ráp hai tay nha các bạn nha. Các bạn cố gắng sao ráp được hai tay như vậy nha. Rồi trong đoạn này thì mình có hai chỗ phiêu ha, một chỗ phiêu là ở đây ha, trong cái khung số 3 này. Các bạn phiêu một cái để các bạn lặp lại ở ngay đây ha. Rồi các bạn phiêu một chỗ thứ hai là ở cuối bài ngay chỗ này ha, các bạn phiêu để mình giang tấu lại đó, intro lại đó ha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng hoàn thành cái đoạn này ha, có phiêu đầy đủ nha các bạn nha. Đó các bạn phiêu một cái ha, cuối bài phiêu cái để mình trở lại giăng tấu ha, intro lại, intro giữa lại ha. Rồi bây giờ chúng ta vừa hoàn thành đoạn 2 ha và đoạn 1 hồi nãy rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện nguyên cái bài này nha. Thì trong cái bài này các bạn thấy là đầu tiên intro xong thì các bạn phiêu một cái rồi ha, rồi các bạn chuyển qua tiếng guitar thì các bạn đàn tiếng guitar từ đầu tới đây thì các bạn phiêu một cái giúp mình ha. Phiêu đây cái rồi quay lại từ đầu ha. Rồi các bạn đi cho tới đoạn số 2, cái khung số 2 này thì các bạn phiêu một cái và các bạn chuyển qua tiếng càng sắc xô ha. Rồi các bạn đi cho tới đây, các bạn phiêu một cái rồi các bạn quay lại ha, quay lại đây. Rồi các bạn đi cho tới khung số 4, các bạn đi tiếp cho tới hết bài ha. Hết bài thì các bạn sẽ phiêu một cái và các bạn chuyển lại tiếng guitar để các bạn giăng tấu lại nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ hoàn thiện bài này nha. Thank you.
Ok, như vậy thì mình với các bạn vừa hoàn thành xong cái bài này nha. Nếu thấy bài học hữu ích thì cho mình một like nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài hướng dẫn tiếp theo. Xin chào.